Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia, Chúa của chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã giáng sinh vào cuộc đời mỗi chúng con, Chúa ơi. Ngài cứu chuộc chúng con, Ngài tha thứ tội lỗi của chúng con. Để ngày hôm nay chúng con được đứng đây, chúng con thờ phượng Ngài. Để chúng con gọi Ngài, Đức Chúa Trời là cha của chúng con. Alleluia, chúng con cảm ơn Ngài. Thánh Linh yêu dấu của con. Giờ đây đến thì giờ chúng con sẽ chia sẻ lời của Ngài. Xin Ngài sức dầu cho con có sự mạnh mẽ can đảm để con chia sẻ lời của Ngài. Để những lời của Ngài sẽ đụng chạm đến dân sự của Ngài. Hallelujah, xin Ngài cũng chúc phước cho tất cả những con người ngồi tại đây, cũng như những con người sẽ nghe sứ điệp ngày hôm nay, Chúa ơi. Để lời của Ngài đụng chạm đến tấm lòng của họ, thực sự biến đổi cuộc đời họ, để chúng con trở nên giống như Chúa Giêsu Christ của chúng con. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con trình dâng thì giờ còn lại lên cánh tay quyền năng của Chúa. Và tất cả chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Mời anh chị em ngồi ạ. Cho tôi cái slide đầu tiên. Hôm nay tôi xin được xin phép chia sẻ với anh chị em một chủ đề, đó là sống cho những điều không nhìn thấy được. Nghe vô lý không nhỉ? Điều không nhìn thấy được. Nhưng thực ra đó là một điều rất quan trọng. Đó là điều rất quan trọng được chép trong Kinh Thánh. Chúng ta cùng xem một câu Kinh Thánh. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 9 câu 10 chép thế này này. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa cứu thế, để mỗi người sẽ nhận phần của mình tùy theo những điều thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân xác. Amen. Vì tất cả chúng ta. Và tôi khẳng định với anh chị em, tất cả mọi người điều này này. Điều này là chắc chắn, giống như là tất cả mọi người đều sẽ phải chết, đúng không ạ? Nhưng mà chết chưa phải là hết đâu, chết là hết thì đơn giản quá. Đến một ngày, tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời cho những điều mà chúng ta đã làm, cả điều thiện lẫn điều ác khi chúng ta còn ở trên đất này. Tất cả có nghĩa là gì? Tất cả có nghĩa là từ thời Adam đến nay. Adam, Eva, Cain, Abel, rồi là Môi-se, rồi là Joseph, rồi Đa, Môn, rồi tất cả các vị tiên tri, rồi tất cả các vị sứ đồ, Giăng, Gia Cơ, Phao-lô, tất cả những người đã từng tử vì đạo, tất cả những giáo hoàng, các vua, các tổng thống, các nhà lãnh đạo, thậm chí kể cả Hitler, đúng không? Kể cả Bin Laden, kể cả tất cả các mục sư chúng tôi, tất cả anh chị em, kể cả tôi nữa, sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời về những điều thiện, điều ác mình đã làm khi mà còn sống trên đất này. Và thậm chí Chúa Giêsu còn nói là chúng ta còn phải trả lời về những cái điều mà gọi là vô nghĩa chúng ta đã nói ra. Mọi người nhớ đấy không? Đến ngày phán xét tất cả chúng ta đều phải khai trình về những điều vô nghĩa mình đã nói ra. Thế nên là chúng ta cũng nên thận trọng với cái mồm mình nhá. Đến ngày đấy mà khai trình đến mấy năm vẫn chưa xong những lời vô nghĩa thì mệt lắm, đúng không ạ? Chúng ta cần thận trọng. Vâng, mọi người sẽ hình dung cái ngày phán xét đấy nó như thế nào? Trong Kinh Thánh chép là về một cái ngày phán xét, nó gọi là cái ngày mà chúng ta đứng trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Trước tòa án trắng Đức Chúa Trời và có một quyển sách mở ra. Tôi hình dung cái ngày đấy nó sẽ kiểu như này. Một không gian rất là trắng. Không gian rất là trắng, tất cả chúng ta sẽ đều mặc áo trắng. Chúa Giêsu sẽ ngồi trên ngai. Chúa Giêsu sẽ ngồi trên ngai và tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Ngài. Và tôi nhìn, tôi thấy rất nhiều người hội thánh Lời Sự Sống, đúng không? Tôi thấy anh Hải, chị Ngọc Anh này, tôi thấy anh chị Lâm Huệ này cũng đứng đấy, đúng không? Tôi thấy mục sư Ngọc Anh này, tôi thấy cô Ngọc, chú Hùng này, tôi thấy ca sĩ Thanh Huyền này, tôi thấy anh Trần Trung Toàn này. Đúng không? Tôi thấy cả Mai này. Ồ. Thế mục sư Hòa đâu nhỉ? Tôi không thấy mục sư Hòa đâu, hay là không được lên nhỉ? Ai thấy mục sư Hòa đâu không ạ? À kia, đúng không? Ngồi hàng ghế danh dự nên không nhìn thấy. Ngồi hàng ghế danh dự. Và đó, cái ngày phán xét nó sẽ là một cái ngày mà sẽ có nhiều con người vô cùng vui mừng. Cũng có nhiều con người tiếc nuối. Và có nhiều con người thực sự hối hận. Thực sự. Mọi biết vì sao hối hận không? Sẽ biết. Và Chúa Giêsu sẽ hỏi chúng ta một câu. Theo như cái câu chuyện ngụ ngôn về các ta lân ấy, Chúa Giêsu sẽ hỏi chúng ta một câu là như này này. Con đã làm được những gì cho ta? Trong 90 năm cuộc đời trên đất, giả sử bạn sống 90 năm, thì Chúa Giêsu hỏi con đã làm gì cho ta trong 90 năm cuộc đời sống trên đất này và những ta lân ta ban cho con. Khi đó chúng ta sẽ trả lời Chúa chúng ta như nào? Sẽ có người rất là vui trả lời, có người cũng không vui lắm, có người sẽ buồn. Và có người sẽ trả lời Chúa là: Chúa ơi, trên đất này con làm đụng vất vả lắm. Con mua được cái xe 3 triệu đô, phiên bản giới hạn, V-Stock, đúng không? Trong đây có cả tủ lạnh này, có rất nhiều thứ, có hoa văn, có cả tủ rượu trong xe. Xe cực kỳ xịn. Và Chúa Giêsu trả lời bạn là gì?
trên này không ai đi cái phương tiện gọi là ô nhiễm thiên đàng như này. Nó vừa ồn ào, nó vừa chậm, nó vừa ô nhiễm. Trên này không ai về hết. Cái xe của con không có một cái giá trị gì như này cả. Không có một giá trị gì như này cả. Ta ngài hỏi một người khác, thế còn con? 80 năm con sống như đất với những cái ta lân ta ban cho con. Con làm gì được cho ta? Và người đấy bảo là, chú ơi, con kinh doanh rất vất vả. Con làm ra rất nhiều tiền. Con sắm được một căn biệt thự view biển 15 triệu đô. 15 triệu đô. Wow. Anh tráng không ạ? Nhưng Chúa Giê-xu trả lời gì? Chúa Giê-xu lắc đầu. Con ra con nhìn cái nền thiên đàng của ta xem làm bằng gì. 12 tầng nền thiên đàng của ta làm toàn bằng các loại ngọc. Toàn loại ngọc. Ngọc trên đất này, ngọc trên thiên đàng ấy, chỉ dùng để lót nền thôi. Chỉ dùng lót nền. Một viên sỏi trên thiên đàng này, nó còn giá trị hơn căn nhà của con. Giá trị hơn căn nhà của con. Và người đó sẽ cảm thấy như nào? Ồ, cảm thấy như nào? Rất là khó chịu. Và Chúa Giê-xu sẽ quay sang hỏi một người khác, thế còn con đã làm gì với tất cả những cái ta lân ta ban cho con? Và người đó trả lời là, chú ơi, ở trên đất con là người rất nổi tiếng. Con sở hữu một cái nút kim cương của YouTube. Đúng không? Con có một hàng trăm triệu view. Hàng trăm triệu view. Và Chúa Giê-xu cũng lắc đầu. YouTube xem rất nhiều quảng cáo. Ta không thích xem thế nào cả. Và trên thiên đàng này, các thiên sứ live show 24/7. Đúng không ạ? Không ai xem YouTube trên thiên đàng này cả. Không ai xem YouTube trên thiên đàng này nữa. Và đó là lúc bạn phát hiện ra cái điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời mình. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời mình. Mà không phải là cuộc đời bình thường đâu. Bạn phát hiện ra cái điều đáng tiếc nhất trong cả cõi đời đời của bạn. Bởi vì sao? Khi đó bạn hiểu rằng những cái gì ở trên đất này, bạn sống vì nó, bạn phấn đấu, bạn hy sinh tất cả mọi thứ để có nó. Lên thiên đàng đối với Chúa Giê-xu là vô giá trị. Vô giá trị. Không còn một chút giá trị gì trên thiên đàng cả. Xe cộ, nhà cửa, sự nổi tiếng, công việc, tiền bạc. Tất cả những điều bạn nghĩ là có giá trị trên đất này và bạn vật lộn để tìm kiếm, bạn phát hiện ra rằng không có giá trị gì hết trên thiên đàng. Không có giá trị hết. Và Chúa Giê-xu quay lại hỏi người khác, thế còn con? 70 năm cuộc đời con sống trên đất này với những ta lân ta ban cho con đã làm gì? Có người sẽ trả lời là, thưa Chúa, con làm giáo sĩ. Ngài cử con đi làm giáo sĩ và con đã đi làm một vị giáo sĩ. Con đã nói về tin lành được cho 300 người tin Chúa. Và Chúa Giê-xu trả lời gì mọi người biết không ạ? Tốt, tốt lắm con yêu dấu. 300 người con nói tin lành được, có người đã trở thành những mục sư, có người đã trở thành những nhà truyền đạo. Và qua họ có thêm 3.000 người nữa tin Chúa. Và con sẽ nhận được phần thưởng. Con sẽ nhận được phần thưởng. Và Chúa Giê-xu hỏi người khác, thế còn con đã làm gì? Và có người sẽ trả lời là, Chúa ơi, cả cuộc đời con rất là vất vả, con làm công nhân thôi, con không có nhiều tiền. Nhưng con đã dâng hiến vào nhà Ngài tổng cộng là 50 triệu. Và Chúa Giê-xu bảo, tốt lắm con. Cái số tiền con dâng hiến đấy đã đầu tư vào trường Kinh Thánh. Và từ trường Kinh Thánh đó đã ra rất con nhiều con người phục vụ ta. Rất nhiều con người phục vụ ta. Và những con người đó đã đem được 5.000 người về thiên đàng. Và ngày hôm nay, tất cả 5.000 con người đó đều đang ở đây. Một lát nữa con sẽ gặp. Một lát nữa con sẽ gặp. Và đó là lúc chúng ta sẽ òa khóc. Tôi nói anh chị em, đó là lúc chúng ta sẽ òa khóc. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những giọt nước mắt chúng ta thực sự hạnh phúc. Đó là những gì mà tồn tại đời đời. Khi đó là lúc đầu tiên chúng ta nhìn thấy kết quả của những công việc chúng ta làm. Mà chúng ta không biết. Ở dưới đất chúng ta không thể biết. Có thể chúng ta tình cờ gặp một người nào đó trên tàu, trên xe thì nó chẳng hạn. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Và bỗng nhiên họ tiếp nhận Chúa, đúng không ạ? Và họ được lên thiên đàng. Có thể có một người nào đó mà chúng ta dâng hiến cho họ. Và người đó đang trong trạng thái rất là khó khăn, họ đang muốn bỏ Chúa và tự dưng Chúa cảm động chúng ta dâng hiến cho họ. Và họ cảm thấy được nâng đỡ, được khích lệ và sau họ trở thành một người phục vụ Chúa. Có thể là một người bệnh mà chúng ta đến thăm, chúng ta chỉ thăm một lần thôi, chúng ta cũng chẳng biết nhiều lần. Chúng ta cầu nguyện cho họ và cho sau đó chúng ta đi. Chúng ta cũng chẳng biết cuộc đời họ như thế nào. Nhưng mà Chúa đã hành động cuộc đời họ, sau đó họ được chữa lành. Họ trở thành những con người tin Chúa, họ trở thành những con người phục vụ Chúa. Và ngày hôm đó, họ có mặt trên thiên đàng của chúng ta. Họ sẽ ở cùng chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ khóc. Chúng ta sẽ khóc vì chúng ta nhìn thấy kết quả của những công việc chúng ta làm trên đất này. Và đó là những cái công việc mà tồn tại đời đời. Tất cả nhà cửa, xe cộ, đất đai, tiền bạc là những thứ mà chúng ta để dưới đất hết. Chúng ta để dưới đất hết, chúng ta không thể đem được bất kỳ một điều gì lên thiên đàng cả. Và không chỉ có cái niềm vui đấy, chúng ta còn được thưởng, chúng ta còn được phần thưởng. Phần thưởng của chúng ta rất lớn.
phần thưởng Chúa là tùy theo sự trung tín của chúng ta, tùy theo những gì chúng ta làm. Và tôi nghĩ là cái người mà đưa được 3.000 người lên thiên đàng ấy, mọi người biết thưởng gì không ạ? Tôi nghĩ là một căn biệt thự rộng 3.000 m², có hồ bơi, thấy không ạ? Đấy. Người đưa được 5.000 người lên thiên đàng ấy, được căn biệt thự 5.000 m², có cả hồ bơi, có cả vườn, thấy không ạ? Đó, rất thích. Còn con người mà chỉ sống cho mình ấy, không làm gì cho Đức Chúa Trời, lên thiên đàng mọi người biết là sẽ nhận được gì không? Chúa Giêsu sẽ phán với họ là bởi vì trên đất này con chỉ sống cho mình, con chả làm gì cho ta cả. Thế lên trên con sẽ sống trong một căn phòng tập thể với tất cả những người giống như con. Tất cả những người giống như con. Và khi bạn xách hành lý vào cái căn phòng đấy, bạn sẽ thấy một căn phòng rất lớn, có giường tầng, trong đấy có mấy nghìn người. Tất nhiên trong đấy không có người nào là sự sống nhá. Toàn những người ở đâu đâu thôi, đúng không? Là người sự sống chúng ta đều cái tự hết. Mấy nghìn người sống chung. Bạn xách hành lý vào, bạn sẽ thấy là căn phòng mình như này à, mấy nghìn người sống chen chúc nhau này, có giường tầng. Và chỉ có mỗi một cái nhà vệ sinh. Mỗi một nhà vệ sinh. Tại sao một nhà vệ sinh biết không ạ? Bởi vì ở dưới đất, bạn không chia sẻ cho ai cả. Thì lên thiên đàng, bạn sẽ phải chia sẻ cái điều đó cho tất cả những người giống như bạn. Tất cả những người giống như bạn. Và mỗi buổi sáng thức dậy, bạn vào, bạn đánh răng, bạn rửa mặt. Bạn nhìn thấy một cái ô cửa nhỏ nhỏ này. Bạn nhìn thấy bên cạnh, bạn thấy biệt thự Mục Sư Hòa nằm ngay cạnh, đúng không ạ? Với Mục Sư Hòa đang làm gì? Bơi. Đang bơi đúng không? Bơi xong lại lên bờ sưởi nắng, xong lại uống cốc tai. Trong khi bạn nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng rất là chật, lúc đấy bạn cảm thấy như thế nào? Tôi hỏi các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Chả làm gì nữa đâu. Và tôi nghĩ là bạn cũng chưa kịp cảm thấy gì cả. Bởi vì mới nhìn thấy thế, ngoài cửa đã hàng trăm ông xếp hàng đấm mầm ra đi để tôi vào. Và bạn sẽ có cả một cõi đời đời để bạn hối tiếc vì những gì bạn đã không làm trên đất này. Cả một cõi đời đời bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì những gì bạn đã không làm trên đất này. Và tôi muốn hỏi anh chị em một câu. Bạn muốn trên thiên đàng chúng ta sống trong biệt thự hay là sống trong căn nhà tập thể? Tất nhiên. Ở đây sẽ muốn biệt thự hết đúng không? Chả ai muốn sống căn nhà tập thể cả. Mấy nghìn người thì nó không sung sướng lắm. Và không phải một ngày nhá. Cũng không một năm nhá. Đời đời. Ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy Mục Sư Hòa đang bơi lội, Mục Sư Ngọc Anh đang bơi lội. Đấy, câu cá đúng không? Mục Sư Ngọc Anh câu cá. Đấy. Câu cá bơi lội và làm đủ mọi thứ. Trong khi mình đấy, nhìn thấy thế phát lại nghe bầm bầm đấm cửa, lại phải ra. Tiếc không ạ? Ở trên thiên đàng chúng ta không thể làm gì để kiếm thêm nữa. Phần thưởng trên thiên đàng là phần thưởng chung cuộc rồi, phần thưởng đời đời rồi. Và nếu để mà chúng ta để được một căn biệt thự trên đàng, chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cùng xem một câu Kinh Thánh tiếp nhé. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 16 đến câu 18 nói này này. Vậy nên chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chúng ta chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Những điều thấy được chỉ là tạm thời, và những điều không thấy được là vĩnh cửu. Đoạn trước sứ đồ Phaolô nói những cái gì mà ông đã phải chịu. Nếu mọi người đọc kỹ thư Cô-rinh-tô sẽ thấy cái đoạn ngay đoạn trước này, sứ đồ Phaolô đã nói về những cái gì mà ông đã phải chịu vì cớ Đức Chúa Trời, vì cớ công việc Đức Chúa Trời. Ông nói là chúng tôi bị chèn ép đủ mọi cách nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình để sự sống của Đức Chúa Giêsu được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. Rõ ràng là một cuộc sống của một cơ đốc nhân, của một người phục vụ Chúa, chưa bao giờ là dễ dàng cả. Mọi người thấy là cuộc sống của cơ đốc nhân có dễ dàng không? À, không. Cảm ơn Chúa là chúng ta không dễ dàng. Còn nếu dễ dàng thì dễ quá. Nếu dễ dàng thì dễ quá. Nếu phục vụ Chúa mà chỉ có toàn thành công, có rất nhiều tiền, có nhiều thời gian, thảnh thơi, được làm tất cả mọi thứ, được mọi người tôn trọng, thì mọi người muốn phục vụ Chúa không? Ai chẳng muốn phục vụ. Đúng không ạ? Nhưng đáng tiếc là nhiều khi phục vụ Chúa lại không được như thế. Không được như thế. Rất là nhiều thử thách, rất là nhiều nan đề, rất là nhiều khó khăn. Phục vụ Đức Chúa Trời luôn luôn có những khó khăn thử thách. Tại sao vậy? Chúa muốn chúng ta khó khăn thử thách à? Có thể một phần nằm trong ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng cái điều chính là bởi vì này, Satan ma quỷ nó biết là cái ngày nào mà tin lành giảm ra khắp thế gian
thì ngày đó sự cuối cùng đến, đúng không? Nó là ngày chung cuộc, ngày phán xét của chính nó. Thế nên nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó phá hoại chúng ta, phá hoại công việc của chúng ta, phá hoại đức tin của chúng ta, phá hoại tất cả mọi thứ, để chúng ta không thể giảng tin lành ra khắp đất được. Thế nên cuộc sống của những người Cơ Đốc nhân phục vụ Chúa nó mới nhiều cái sự vất vả. Nhưng cảm ơn Chúa là Chúa lẫn Paulo nói là tôi bị quật ngã nhưng không bao giờ tuyệt vọng, tôi bắt bớ nhưng không bao giờ bị chết cả, không bao giờ bị chết bỏ cả. Và những người Cơ Đốc nhân từ trước đến nay luôn luôn phải trả giá vì cớ Đức Chúa Trời. Tôi không nói thời trước, thời trước là rất nhiều Cơ Đốc nhân tử vì đạo, đúng không? Và ngay cả thời kỳ này, những năm này này, trên thế giới vẫn nhiều Cơ Đốc nhân tử vì đạo. Khi mà họ đi truyền giáo ở những đất nước khắc nghiệt đối với đạo Tin Lành, họ vẫn tử vì đạo như thường. Ở Việt Nam này thì có lẽ là chưa có. Nhưng mà những người phục vụ Chúa ở Việt Nam này cũng đã từng chứng kiến sự đánh đập bắt bớ, đúng không ạ? Ở đây không biết ai từng bị đánh đập bắt bớ chưa? Khá nhiều đấy. Và những cảm ơn Chúa, các mục sư ở Hà Nội chúng tôi thì ít bị đánh đập bắt bớ lắm. Ít bị đánh đập bắt bớ lắm. Nhưng mà chúng tôi chịu khổ vì danh Chúa theo một cách khác. Theo một cách khác. Chúng tôi chịu thiệt thòi theo một cách khác, chịu khổ vì cớ danh Chúa theo một cách khác. À, tôi vẫn nhớ mục sư Ngọc Anh có một cái bài chia sẻ trên đây. Đây là mục sư một lần kể là một lần đi đuổi quỷ rất nhiều, rất lâu, xong mệt quá về, và tối hôm đó đêm đó nằm ngủ đáy rầm, đúng không? Vâng. Và con gái tôi nó xem, nó bảo mục sư đáy rầm mà. Và tôi không biết giải thích với nó như thế nào, nhưng tôi biết cái việc đáy rầm mục sư Ngọc Anh trên thiên đàng sẽ có phần thưởng rất lớn. Amen không ạ? Amen. Bởi vì đó làm vì cớ danh Đức Chúa Trời. Cớ danh Đức Chúa Trời. Quá mệt, đuổi quỷ quá mệt. Thế nên ngủ không biết gì cả. Và đôi khi tôi cũng mong muốn được đáy rầm như một sư ngoanh đấy. Nhưng mà Chúa không cho tôi cái ta lâm đấy. Và tôi không được làm việc đấy. Tôi chỉ được làm những việc liên quan máy móc thôi. Nhưng mà đôi lúc thì tôi cũng phải trả giá. Ví dụ như tôi, những cái đợt nào mà công việc hội thánh bận rộn, tôi ngồi máy tính khoảng 12 tiếng, 15 tiếng. Đấy, có hôm 3 giờ sáng vẫn phải bật dậy ngồi làm đốt vì ngày mai phải có công việc cần phải in gấp. Và tôi muốn nói anh chị em này, tất cả những người phục vụ Chúa đều phải trả giá theo cách này cách khác. Đều phải trả giá theo cách này cách khác. Và tôi cũng muốn nói tất cả mọi người là chúng ta không cần phải cố gắng giống một ai cả. Không cần cố gắng đái dầm giống một sư anh. Cũng không cần cố gắng mà phải ngồi máy tính mười mấy tiếng như tôi. Đức Chúa Trời sẽ cho bạn một cái ta lân nào đó để phục vụ Ngài. Để phục vụ Ngài. Miễn là bạn trung tín với điều đó. Và phần thưởng bạn sẽ lớn. Ở đây có ai biết một cái anh đẹp trai mặc áo trắng quần đen, thường xuyên đến sớm nhất, về muộn nhất, lúc nào cũng kê ghế xếp ghế, và lúc nào cũng chuẩn bị bê cái bục này lên cho các mục sư chuẩn bị giảng, biết tên anh là gì không? Ở đây ai biết giơ tay? Đấy, tôi thấy trong số này chỉ 1/5, 1/10 biết thôi. 1/5, 1/10 biết thôi. Vâng, nó là anh Tuấn. Thực sự rất cảm động khi nhìn những con người như vậy. Và tôi tin chắc rằng phần thưởng của anh trên thiên đàng. Vì sao? Vì những gì mà chúng ta nhìn thấy trên đất này này, có thể anh ấy nhìn thấy trên đất này là gì? Không ai biết đến tên anh cả. Không ai để ý đến công việc của anh cả. Trên kia Chúa Giêsu biết hết. Và cái gì không nhìn thấy mới là cái tồn tại đời đời. Còn những cái gì nhìn thấy này chỉ là cái rất là nhỏ. Rất là nhỏ và chóng qua thôi. Vâng. Và tôi muốn nói trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, Paulo muốn nói lại cho chúng ta biết những cái gì mà ông đã phải trải qua. Và Paulo, so với Phaolô ấy, thì những cái gì mà Cơ Đốc nhân ngày nay trải qua thì quá là nhẹ nhàng. Mọi người thấy nhẹ nhàng không ạ? Phaolô bị đánh đòn này, đúng không? Bị tù này, bị roi này, bị ném đá gần chết này, bị chìm cầu này, bị cướp này, bị trộm này, bị đói khát, bị trần truồng, bị săn đuổi, bị bắt này. Bị đủ mọi thứ thử thách khác nhau vì cớ danh Đức Chúa Trời. Còn chúng ta chưa có thế. Nhưng tại sao ông vẫn làm? Cái mục đích của ông, biết cái phần thưởng của ông. Ông nhìn thấy những gì mà người khác không nhìn thấy. Cái gì mà không nhìn thấy mới là cái tồn tại đời đời. Còn cái gì nhìn thấy chỉ là tạm thời thôi. Ông biết là công việc của ông nó sẽ như thế nào. Thế nên Paulo mới nói này, vậy nên chúng tôi không nản lòng. Không nản lòng. Nếu chúng ta làm công việc gì đó mà chúng ta không thấy kết quả gì cả, chúng ta có nản lòng không? Có nản lòng. Con dã tràng xay cát đấy, đúng không? Giả sử nó có đầu óc, nó sẽ không bao giờ xay cát nữa. Thế nó biết là tiên lên một viên, cái lúc sau sóng lại đánh mất. Paulo thì không. Ông làm, ông ấy biết là kết quả công việc đời đời của ông nó sẽ là gì, mục đích của ông là gì, nên không nản lòng. Ông không nản lòng. Và theo lẽ thường tình thôi, một con người mà phục vụ Chúa như vậy, một con người mà chịu nhiều khó khăn thử thách như vậy, một con người chịu nhiều thách thức như vậy, đói khát này rồi rất nhiều thứ, tất nhiên như ông kia này, con người bên ngoài bị suy mòn dần, tất nhiên ông sẽ phải già, ông sẽ phải yếu, ông sẽ phải chết. Đấy, ông sẽ phải chết.
nhưng mà con người bên trong luôn luôn đổi mới. Qua tất cả những điều đó, qua tất cả khó khăn thử thách đó, Đức Chúa Trời ở cùng ông ấy, giúp ông ấy, giải cứu ông ấy, và mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời càng ngày càng mật thiết. Thế nên ông nói là con người bên trong của ông ấy càng ngày càng đổi mới hơn mỗi ngày, càng ngày càng đổi mới hơn mỗi ngày. Hôm vừa tôi nhìn Mục Sư Duy đăng cái ảnh trên bìa, mọi người có nhìn thấy không? Thời trẻ đúng không? Tóc dài, mặt trông rất thư sinh đúng không ạ? Nay có Mục Sư Duy ở đây, nhưng bây giờ nhìn Mục Sư Duy còn thư sinh thế không? Không thư sinh như thế nữa đúng không? Tóc rụng gần hết rồi. Tóc rụng gần hết rồi, rõ ràng có trả giá. Mục Sư Duy có thể trả giá nhan sắc và tuổi xuân cho Đức Chúa Trời. Đúng không? Ở đây có Mục Sư Ngọc Anh nữa, tôi nhìn thấy thế. 2-3 năm trước thì tôi nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn. Đúng không? Người rất là đô con, đẹp. Nhưng bây giờ thấy cơ bụng nhiều hơn cơ bắp rồi. Cơ bụng nhiều hơn cơ bắp rồi. Vì sao thế ạ? Đấy phải trả giá không ạ? Có, để giữ được cơ bắp thì làm sao? Phải đi tập. Phải đi tập hàng ngày, đi tập thường xuyên. Nhưng bây giờ cả ngày đi hò hét, đi đuổi quỷ, làm gì thời gian đi tập đúng không? To phổi thôi, không to cơ bắp được. Nhưng mà cảm ơn Chúa là sức mạnh thuộc linh, cơ bắp thuộc linh sẽ càng lớn, đúng không Sư Ngọc Anh? Cơ bắp thuộc linh sẽ càng lớn. Thế nên Paulo mới nói rằng con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bề trong sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng được đổi mới hơn, càng ngày càng được đổi mới hơn. Paulo nhìn thấy những điều mà những người khác không nhìn thấy. Ông khích lệ những người phục vụ Chúa. Ông ấy nói thế này này: những hoạn nạn nhẹ và tạm sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Những hoạn nạn nhẹ và tạm. Paulo trải qua những điều đó mà ông còn nói đó là những hoạn nạn nhẹ và tạm. Thì ngày nay cơ đốc nhân chúng ta cảm thấy như nào? Trên bước đường phục vụ Chúa đúng không? Giả sử chúng ta bị bắt bớ, nhưng đã có ai bị đánh đòn 39 roi chưa? Đúng không? Có thể có người bị đánh, nhưng có đã có ai bị ném đá gần chết như Paulo chưa? Có mục sư đi truyền giáo, đường vào rất khó khăn, không đi được ô tô, phải đi xe máy. Nhưng đã có ai đi bộ, đi tàu, đi chìm tàu như Paulo chưa? Chưa hề, đúng không? Ông không chỉ có thế đâu, ông còn bị trộm cướp này, bị đói khát này, bị trần truồng, bị rất rất là nhiều thứ. Chúng ta có bị như ông không? Không hề, không hề. Nhưng ông vẫn nói là gì? Đấy là những hoạn nạn nhẹ và tạm sẽ đem lại vinh quang đời đời vĩnh cửu. Ông chú tâm đến những điều không thấy được. Ông chú tâm đến những điều không thấy được. Những điều thấy được là gì đây anh chị em biết không ạ? Nhà cửa này, tiền bạc này, sự nổi tiếng này, chức vụ này, đó là những điều thấy được. Đó là những điều thấy được. Căn biệt thự của bạn, cho dù đắt giá đến đâu thì 100 năm nữa cũng thành đống gạch vụn thôi, người ta phải đập đi người ta xây khác, đúng không? Cái xe của bạn có mua 100 tỷ thì 20 năm nữa cũng thành sắt vụn. Bởi vì lúc đấy người ta không sản xuất đồ phụ tùng nữa, hỏng là không có đồ để sửa nữa. Sắt vụn thôi, rất rất nhanh. Một cái xe 20 tỷ thì 20 năm nữa nó cũng thành sắt vụn. Tìm đủ mọi cách để bạn lấy được một cô xinh đẹp như Hoa Hậu Hoàn Vũ đúng không? 50 năm nữa mặt cũng như quả táo tàu thôi. Không có gì tồn tại đời đời cả. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trên đời này đều là tạm. Và ngay cả những sự thử thách, những sự khó khăn, những hoạn nạn bạn trải qua cũng là tạm. Amen. Cảm ơn Chúa đúng không? Nếu bạn bị đánh đập cũng chỉ có một thời gian thôi. Nếu bạn chịu khó khăn đói rét cũng chỉ một thời gian thôi. Nếu bạn chịu khổ vì cớ danh Chúa cũng chỉ một thời gian thôi. Cùng lắm là vài chục năm trên đất này. Nếu so một vài chục năm trên đất này với cõi đời đời, nó chỉ là một chớp mắt. Nó chỉ là một chớp mắt. Thế nên Phaolô mới nói an ủi chúng ta, những người phục vụ Chúa là gì? Những hoạn nạn nhẹ và tạm. Những hoạn nạn nhẹ và tạm. Những điều thấy được chỉ là tạm thời. Còn cái điều không thấy được là gì mọi người biết không ạ? Tất nhiên là vĩnh cửu. Nhưng cụ thể những điều không thấy được đây là gì? Là những linh hồn mà chúng ta đưa được về thiên đàng. Có đúng không? Là thiên đàng. Là lời Đức Chúa Trời. Và là chính cả bản thân Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì Chúa nói là trời đất qua đi, nhưng lời của Chúa hằng còn. Những người tin Chúa sẽ còn mãi mãi. Những người tin Chúa sẽ còn mãi mãi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả công việc của chúng ta gieo ra trên đất này là như thế nào. Đó là ngày chúng ta sẽ thực sự vui mừng. Những điều thấy được chỉ là tạm thời. Còn những điều mà không thấy được mới là đời đời và vĩnh cửu. Nếu trên đất này mà chúng ta tập trung, chúng ta dồn hết tâm trí, sức lực, năng lượng, tình cảm, tất cả thời gian mà chúng ta sống cho những điều mà thấy được. Đúng không ạ? Xe cộ này, nhà cửa này, công việc này, tiền tài này, gia đình này, vợ con này, những điều thấy được đấy. Những điều thấy được ấy. Thì quay trở về thiên đàng, chúng ta sẽ không tiếc nuối vô cùng. Chúng ta sẽ tiếc nuối vô cùng. Mà chúng ta không phải tiếc nuối một năm, như tôi nói đấy. Tiếc nuối cả đời đời. Bởi vì phần thưởng trên thiên đàng ấy là phần thưởng vĩnh cửu, phần thưởng chung cuộc, phần thưởng không bao giờ xét lại nữa. Trên đó giả sử chúng ta có muốn là Chúa ơi, bây giờ con cố gắng làm phục vụ Ngài để mà con nhận được thêm phần thưởng không? Không có đâu. Thế này con làm cái gì còn cái gì nữa mà phục vụ? Làm gì còn cái gì nữa đúng không? Phần thưởng là đời đời thôi.
ở biệt thự là biệt thự đời đời, mà ở nhà chung cư hay tập thể là chung cư tập thể đời đời rồi, không còn cơ hội nữa. Tất cả những phần thưởng của bạn, tất cả những gì mà bạn nhận được trên thiên đàng, trong cõi đời đời, nó phụ thuộc vào những gì bạn làm trong mấy chục năm trên đất này. Nó chỉ có mấy chục năm thôi, không dài hơn đâu. Tôi nói các bạn, mà nói mấy chục năm ấy, thực ra cũng chả đến mấy chục năm. Bởi vì cuộc đời chúng ta 1/3 thời gian là để ngủ rồi. Ngày 24 tiếng, ngủ đủ là 8 tiếng. Đúng không ạ? 1/3 cuộc đời để ngủ rồi. Chưa nói là về già nha, chúng ta còn ngủ nhiều hơn, không phải ngủ nhiều hơn nhưng không làm được nữa. Nên thời gian nghỉ nhiều hơn. Sau đó 1/3 thời gian là ăn uống, tắm giặt, rồi là giải trí hoặc làm cái gì gì đấy. Thực ra một ngày mà nếu để làm việc hiệu quả chỉ có 8 tiếng thôi. Nghĩa là giả sử bạn có sống 50 năm phục vụ Chúa trên đời này, thì bạn chỉ có 1/3 số thời gian nữa, nghĩa là khoảng tầm mười mấy năm thôi. Không nhiều hơn. Nhưng mà mười mấy năm phục vụ Đức Chúa Trời trên đời này, nó đem lại cho chúng ta phần thưởng đời đời. Phần thưởng đời đời. Và đó mới là điều giá trị. Đó mới là điều giá trị. Tôi muốn cho mọi người xem hình ảnh này. Tôi đố mọi người biết cái điện thoại này nhãn hiệu là gì. Tất nhiên Nokia biết rồi. Nhưng ở đây ai nói được cho tôi biết là cái điện thoại này là Nokia gì không? 8330, không đúng. Ai nói được ạ? Cái thế hệ, không phải một không y, mà dùng cái điện thoại này bây giờ là phải trên 40 hoặc U50 rồi, thì có lẽ là quên rồi, đúng không? Thế hệ 9X thì không dùng điện thoại này. Thế hệ 10X thì còn chẳng biết là trên đời có cái điện thoại này, đúng không? Khó lắm, khó lắm. Nhưng tôi nói đây là cái điện thoại mà 8310. 8310, đây là một trong những cái điện thoại đầu tiên của tôi. Tôi dùng nó khi mà thời kỳ đầu mà tôi mới có điện thoại tôi dùng. Và hiện tại, mọi người biết là ra iPhone mấy không ạ? 15 rồi đúng không? Nhưng tôi khẳng định mọi người này, nó ra đến iPhone 150 thì tôi sẽ vẫn dùng một cái iPhone và một cái điện thoại này. Rất nhiều người thắc mắc tại sao dùng điện thoại này. À, bền pin, đúng rồi, đồng ý là một phần. Nhưng tôi thích dùng cái điện thoại này bởi vì nó nhỏ gọn, nó đơn giản, đúng không? Mất không tiếc không sao, thực ra mua lại được, nhưng mà nó làm cuộc đời chúng ta đơn giản hơn. Khi bạn nhắn tin với điện thoại này, bạn phải rất là cân nhắc xem nhắn cái gì cho đủ, đúng không? Bạn sẽ không bao giờ có chuyện ngồi mà chat trên điện thoại này, mất thời gian vô bổ. Bạn muốn đọc kinh thánh chẳng hạn, giả sử bạn có smartphone, bạn rút cái smartphone bạn đọc kinh thánh, tinh cái tin nhắn, tinh cái Facebook, tinh cái thông báo, bạn rất là khó đọc. Nhưng nếu bạn dùng cái điện thoại này muốn đọc kinh thánh, bắt buộc phải đọc bằng giấy, không cách nào khác. Nó sẽ không mất tập trung, nó sẽ không mất tập trung. Nhưng đấy chỉ là một phần lý do thôi, đấy chỉ là một phần lý do thôi. Nhưng lý do thật mà tôi muốn dùng điện thoại này, mọi người biết là gì không ạ? Cái điện thoại Nokia 8310 này, nó ra mắt vào năm 2001. Và tôi đọc trong những cái hội chơi điện thoại cổ ấy, năm 2002, có người đã đòi bỏ ra một cây vàng để mua được một cái điện thoại như thế này. Và đó là giá thời đấy nhé. Một cây vàng, mọi người không nghe nhầm đâu. Một cây vàng hồi đấy là 600 ngàn. 600 ngàn. Một cây vàng. Không không, đúng rồi. 600 nghìn là một chỉ, nhưng mà cái điện thoại hồi đấy là nó giá 6 triệu, nghĩa là một cây vàng. Một cây vàng. Và bây giờ mọi người biết điện thoại là bao tiền không? À, tôi nhớ là khoảng 500. 500, tôi mua 500. 500 bây giờ nó chỉ được một bữa lẩu nhỉ. Một bữa lẩu. Mà một cây vàng năm 2002, ở đây không biết ai buôn bán động sản nói dùm tôi biết cái hồi một cây vàng hồi năm 2002 nó giá trị như nào anh ạ? Nó giá trị lắm. Nó giá trị lắm. Chỉ vài cây vàng thôi là mua được căn nhà rồi. Vài cây vàng là mua căn nhà, cả căn chung cư rồi. Cả căn chung cư rồi. Năm cái điện thoại như này là mua được căn nhà rồi. Và bây giờ cái điện thoại này chỉ đáng giá một bữa ăn lẩu. Và tôi dùng cái điện thoại này để mỗi lần tôi rút ra, tôi nghe, tôi gọi, tôi biết được cái nào là giá trị đời đời và cái nào là giá trị tạm thời. Một cái siêu phẩm cách đây 20 năm, hơn 20 năm một chút đúng không? 2002 đến bây giờ là 2023. Chỉ 20 năm thôi. Trước đây nó trị giá cả một cây vàng, bây giờ nó trị giá một bữa ăn lẩu. Trước đây là rất nhiều người mong ước được dùng một cái điện thoại như này, còn bây giờ cho con tôi nó cũng chả dùng. Con tôi nó chả dùng. Và tôi dùng cái điện thoại này để nó luôn nhắc nhở tôi về cái giá trị nào gọi là giá trị đời đời và cái giá trị nào là giá trị vô cùng tạm thời. Bởi vì những điều gì mắt chúng ta nhìn thấy trên đất này này chỉ là tạm thời. Tôi nói với anh chị em, chỉ là tạm thời. Cái này đã từng rất giá trị, bây giờ nó vô giá trị. Nếu cuộc đời các bạn, nếu cuộc đời anh chị em mà chúng ta tập trung sống cho những điều gì trên đất này,
sống cho những điều gì mà chúng ta nhìn thấy được, nó sẽ qua đi nhanh lắm. Nó sẽ qua đi rất nhanh. Nhưng anh chị em cũng cần hiểu rõ ý tôi nhé. Tôi nói điều đấy không có nghĩa là anh chị em bỏ tất cả công việc, có đúng không? Trên đất này chúng ta sống, chúng ta vẫn cần tiền, chúng ta vẫn cần nhà, chúng ta vẫn cần xe, chúng ta vẫn cần điện thoại iPhone, có đúng không? Những ý Phao-lô nói qua đoạn kinh thánh này là cái sự tập trung, sự tập trung, sự chú ý. Bởi vì chúng ta chú ý, chúng ta tập trú vào những điều không thấy được. Bởi vì những điều không thấy được mới là đời đời vĩnh cửu. Còn những điều thấy được chỉ là tạm thời. Bạn sống trên đời này vẫn cần nhà cửa, vẫn cần xe cộ, vẫn cần tất cả mọi thứ, có đúng không? Vẫn cần, thực ra là vẫn cần. Nhưng có điều nếu bạn dồn tất cả tâm sức của mình, thời gian của mình, công sức của mình, trí tuệ của mình, tất tần tật mọi thứ chỉ cho những điều đó, sẽ đến một ngày bạn hối hận vô cùng. Và chắc chắn ngày đó sẽ xảy ra. Đó là ngày mà chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta trả lời Ngài là con đã làm gì cho ta trong 90 năm sống nhất này. Với những talent mà đã ban cho con đã làm gì cho ta? Con đã làm gì cho ta? Chúng ta phát hiện ra rằng những cái điều mà chúng ta phấn đấu nhất này nó chả có ý nghĩa gì cả. Nó chả còn một chút xíu ý nghĩa gì nữa. Nó chả còn một chút xíu ý nghĩa gì nữa. Và đó là điều mà an ủi chúng ta, những con người phục vụ Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì Phao-lô cũng như Đức Chúa Trời biết là cuộc đời của những cơ đốc nhân mà muốn phục vụ Đức Chúa Trời không hề đơn giản. Đúng không? Không hề đơn giản. Nếu chúng ta không nhìn thấy cái phần thưởng đời đời, nếu chúng ta không bỏ mắt chúng ta ra vượt lên, chúng ta nhìn thấy cái cõi đời, chúng ta không có cách nào phục vụ Đức Chúa Trời được. Bởi vì sao? Bởi vì rất rất nhiều lúc đáng chán. Tôi nói thật, ở đây không biết có mục sư nào, anh chị em nào phục vụ Chúa có lúc cảm thấy nản lòng chưa? Có không ạ? Vâng, có người nói nhiều. Đúng, tôi nhiều khi cũng cảm thấy nản lòng. Nản lòng lắm. Có những bạn mà chăm mãi, trả lớn, ngán quá. Nói Chúa ơi, con thua luôn cái bạn này rồi, chăm mãi trả lớn gì cả. Có đứa giúp đỡ nó cầm tiền mình, xong nó bỏ luôn cả Chúa. Ngán quá. Bạn thì chăm mãi không lớn. Có ông thì nghiện rồi, chăm cho nó hết nghiện rồi, xong được 2 năm tốt, lại nghiện lại. Ngán quá Chúa. Ngán quá. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà tôi nhìn thấy cái phần thưởng đời đời, tôi nhìn thấy một cái khải tượng đời đời, tôi nhìn thấy những gì mà chúng ta sẽ nhận được trong cõi đời đời. Ôi Chúa ơi, con lại cố vậy. Con lại cố vậy. Tôi không muốn lên trên kia là tôi cứ đứng này bắt đầu cắn ngón tay nhìn một xíu hoàng. Giá mà hồi đấy mình cố thêm một tí nữa, đúng không? Giá mà hồi đấy mình cố thêm một tí nữa. Trên thiên đàng sẽ có những lúc chúng ta khóc, có những giọt nước mắt hạnh phúc, đúng không? Nhưng cũng sẽ có những giọt nước mắt là tiếc nuối. Giá mà cố một tí nữa, giá mà cố một tí nữa, giá mà ngày hôm đấy chúng ta thôi bỏ bữa liên hoan với bạn đi, chúng ta về quê, bà hay người thân của chúng ta đang bệnh nặng thôi, chúng ta về quê mà chúng ta cầu nguyện cho bà, biết đâu bà tiếp nhận Chúa thì ngày hôm nay bà được ở đây rồi. Giá mà giả sử ngày hôm đó chúng ta không ăn tiêu, chúng ta không mua một cái điện thoại mới, chúng ta không đổi, chúng ta lấy tiền đấy chúng ta dâng hiến cho một con người đang cần trong hội thánh, chúng ta biết rõ là có một người rất khó khăn đang cần tiền. Nhưng Chúa ơi, cái điện thoại mới ra con tiết kiệm bao nhiêu lâu mới được khoản tiền này, con muốn đổi điện thoại. Tất nhiên bạn đổi điện thoại không gì sai cả, bạn làm, bạn ra ra tiền, bạn được quyền tiêu, đúng không? Nhưng bạn đang nhìn thấy những gì đấy ạ? Những gì tạm thời. Những gì bạn nhìn thấy là những gì tạm thời. Ngày hôm nay cái iPhone 15 có thể là 70 triệu, 20 năm nữa mọi người biết cái iPhone 15 bao tiền không? Làm gì còn iPhone 15 nữa? Nằm trong bộ sưu tập hết rồi, đúng không? Đồ cổ thôi. Rất nhanh thôi, trên đời này 20 năm chỉ là một chớp mắt. Rất rất nhanh thôi, so với cõi đời đời. So với cõi đời đời. Tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta trên đất này này, nhà cửa này, phương tiện này, xe cộ này, tiền bạc này, sự nổi tiếng, danh vọng, thực ra chỉ nhằm một mục đích thôi. Chỉ nhằm một mục đích. Đó là gì ạ? Hoàn thành cái sự kêu gọi của bạn trên đất này. Không phải để cho bạn nhà cửa, tiền bạc, sự nổi tiếng, sức khỏe, các ta lân của bạn. Chúa ban cho bạn là để hoàn thành cái sự kêu gọi của Ngài dành cho bạn trên đất này. Nó cũng giống như Adam, Eva ấy. Thực ra Chúa ban Eva cho Adam để làm gì ạ? Ta tìm cho nó một người giúp đỡ thích hợp. Nếu một mình Adam mà làm được tất cả mọi việc, Chúa sẽ không bao giờ tạo ra Eva. Nói luôn, Eva được tạo ra cho Adam là để giúp Adam hoàn thành những điều mà Đức Chúa Trời muốn cả Adam và Eva làm trên đất này.
nhà cửa của bạn, tiền bạc của bạn, sự nổi tiếng của bạn, sức khỏe của bạn, thời gian của bạn, tất cả mọi thứ chỉ là phương tiện để bạn hoàn thành cái kế hoạch của Đức Chúa Trời trên cuộc đời bạn. Còn nếu bạn biến cái phương tiện đó thành mục đích sống của đời bạn, chặt rồi, đúng không? Mục đích sống của con là nhà, mục đích sống của con là xe, mục đích sống của con là có vợ đẹp, con khôn. Tất nhiên không có gì sai trong việc đấy, nhưng nói đến cái sự tập trung, sự chú ý của bạn. Nếu cả cuộc đời của bạn chỉ tập trung, chỉ chú ý vào những điều đấy, chật, sai hoàn toàn, sai hoàn toàn. Và đến một ngày lên thiên đàng ấy, chúng ta sẽ vô cùng tiếc, chúng ta sẽ vô cùng tiếc, và chúng ta không có cơ hội làm lại nữa. Trên thiên đàng sẽ có những giọt nước mắt tiếc, sẽ có những giọt nước mắt thực sự gọi là hối hận chứ không phải tiếc nuối nữa, và sẽ có những giọt nước mắt vui mừng. Bạn muốn bạn vui mừng hay bạn hối hận? Vui mừng. Ngày hôm đó chúng ta sẽ khóc, nhưng không phải khóc vì buồn, mà khóc vì vui mừng. Đó là ngày mà chúng ta nhìn thấy những gì chúng ta gieo ra, những gì chúng ta làm trên đất này, chúng ta nhìn thấy kết quả đời đời. Những con người được cứu, những linh hồn, và họ sẽ ở với chúng ta đời đời. Họ sẽ ở với chúng ta đời đời. Chúng ta sẽ có niềm vui đời đời trên đất, trên thiên đàng. Chúng ta sẽ được cái niềm vui mà không bao giờ kết thúc cả. Những gì chúng ta làm trên đất này nó ngắn lắm, nó nhanh lắm, nó nhanh lắm, một chớp mắt thôi, nhanh lắm. Tôi vẫn nhớ ngày tôi ra trường là năm 2001 à. Ngày tôi trẻ lắm, tôi nghĩ là không bao giờ qua tuổi 20. Bây giờ tôi 45 rồi. 45 rồi. Mà không biết còn bao nhiêu năm phục vụ Chúa nữa nhỉ? Anh Ngọc Anh đoán nha. Có thể là 20 năm, 30 năm. 20 năm, 30 năm. Thôi rồi, cố thì 50 năm. Vâng, vì vợ tôi luôn luôn bảo là anh không bao giờ được phép chết trước em cả. Tôi hơn vợ tôi 14 tuổi. Có nghĩa là khi mà vợ tôi 80 tuổi, tôi 94 tuổi. Và vợ tôi tuyên bố là anh không bao giờ được phép chết trước em cầu nguyện để cho anh phải chết sau em. Anh phải dọn dẹp cho em gọi là ngon lành cành đào, tất cả mọi thứ yên ổn thì anh mới được chết. Có nghĩa là tôi phải sửa soạn hết cho vợ tôi đào xong tôi ấy đã đẹp xong tôi mới tự đào cho chính tôi. Và tôi hy vọng sẽ được phục vụ Chúa cho đến lúc đấy. Anh chị em muốn thế không ạ? Vâng. Và tôi biết những gì mà chúng ta nhìn thấy trên đất này này chỉ là tạm thời. Chỉ là tạm thời, nó giống như điện thoại này này. Mỗi lần tôi rút điện thoại ra tôi alo, tôi biết là cái giá trị nào mới là giá trị đời đời. Một cái siêu phẩm cách đây 20 năm bây giờ nó là cục gạch. Không ai muốn dùng cả. Không ai muốn dùng cả. Nhưng tôi vẫn phải dùng. Tôi vẫn phải dùng bởi vì để nó nhắc nhở tôi, để tôi không bao giờ tôi quên là cái mục đích mình sống trên đời này để làm gì. Và điều cuối cùng tôi muốn nhắc lại với anh chị em này, tôi muốn được gặp tất cả anh chị em, gặp tất cả những người của lời sự sống ở trên thiên đàng. Và mỗi người chúng ta sẽ có một căn biệt thự, đồng ý không ạ? Ít nhất là phải 3.000 mét vuông trở lên. Đừng có sống trong nhà tập thể, xin anh chị em đấy, đừng có sống trong nhà tập thể dùng chung một cái vệ sinh với 5.000 người không hề dễ chịu chút nào cả. Và phải dùng như vậy đời đời. Ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy ông này thì bơi, ông kia thì câu cá, trong khi chúng ta thì ở trong một cái nhà chật nút giường tầng. Chúng ta sẽ hối hận, chúng ta sẽ tiếc đời đời. Vậy nên trên đất này nó chỉ có mấy chục năm thôi, rất nhanh, rất ngắn, mấy chục năm thôi. Chúng ta cần biết cái sự tập trung của chúng ta vào đâu, chúng ta cần focus chúng ta vào đâu, chúng ta cần tập trung vào đâu. Những gì chúng ta nhìn thấy trên đất này chỉ là tạm thời. Hãy nhớ điều đó nha. Những gì chúng ta nhìn thấy trên đất này chỉ là tạm thời. Những khó khăn hoạn nạn cũng chỉ là tạm thời. Tiền tài, danh vọng, cuộc sống, vợ đẹp, con khôn, tất cả mọi thứ nhìn thấy trên đất này chỉ là tạm thời. Còn những gì chúng ta không nhìn thấy là thiên đàng, là những linh hồn sẽ được về thiên đàng, là chính bản thân Đức Chúa Trời mới là những điều tồn tại đời đời. Mới là những điều tồn tại đời đời. Và mong anh chị em khi nghe bài giảng này hãy nhớ điều đó nhé. Hãy tập trung hết sức mình, hết sự chú ý của mình, hết sức lực của mình để sống cho những gì tồn tại đời đời. Đừng bao giờ sống cho những gì tạm thời. Amen. Vâng, và mời chị em đứng dậy chúng ta cùng cầu nguyện họ. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã cứu cuộc đời mỗi chúng con, cho chúng con được về thiên đàng với Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã là tấm gương cho chúng con, Chúa ơi, trong sự phục vụ, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì Ngài kêu gọi mỗi chúng con là đầy tớ của Ngài, những người phục vụ Ngài, Chúa ơi. Con cầu nguyện chúc phước cho tất cả anh chị em của chúng con ngày hôm nay, Chúa ơi.
cho những con người sẽ được nghe sứ điệp này, Chúa ơi, để chúng con biết tập trung sự chú ý của mình vào đâu, Chúa ơi, vào những gì nhìn thấy được, Chúa ơi, hay là vào những thứ mà không thấy được sẽ tồn tại đời đời, Chúa ơi. Xin hãy giúp anh chị em chúng con, tất cả mọi người, Chúa ơi, không trừ một ai, Chúa ơi, chúng con sẽ tập trung, Chúa ơi, cho những gì vĩnh cửu, Chúa ơi. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện nhé. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.